Ok, cảm ơn. Khán giả có thuộc bài này không? Chắc thuộc không? Ok nào, bây giờ chúng ta sẽ lấy âm thanh của khán giả nhé. Biết có lấy tới không? Một lần xa thì con tim tháng 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 một lần xa đã chừng đơn ngang ngang bước thuần trường dưới cánh hoa rơi anh nhớ. Thế đi vào được chưa? Chưa. Thế bây giờ cả Ninh Bình lại hát với Tuấn nhá. Hát thêm bài nữa nhá. Đồng ý không? Hồi nãy thấy có một anh Tây anh đứng dậy anh cũng bắt tay mình như thật. Làm sao anh biết anh mình là ai được? So the guy who shook hands with me, where are you? Where are you? Where are you? The guy just please stand up. Is Ninh Bình beautiful? Very beautiful, right? You come here, come here, come over here. Vỗ tay thật lớn nào. Big applause for the guy, for the tourist coming to Ninh Bình. So you have to be honest, huh? You don't know me, right? Like I don't know you either. Okay, I'm famous, yes. So, where are you from? England. England. Anh ấy đến từ nước Anh. Very far away from here. Why you choose Ninh Bình? Because we heard about the Trang An River. Uh-huh. And we heard it was very beautiful, so we decided to come here. Anh ấy đến vì Tràng An. Anh ấy nghe Tràng An là một nơi rất đẹp. And when you come here, so you, what do you feel about Tràng An and other places in Ninh Bình? I mean, the culture here is clearly very nice, and the social atmosphere of tonight, everyone coming out here and us being invited up to the front row has been spectacular. Anh ấy rất là thích cái không khí buổi tối ngày hôm nay. Nào người Ninh Bình nào, hãy chứng minh nào. Một, hai, ba. So, how do you feel about Ninh Bình people? They're lovely, very, very friendly. And how about the food? Well, it's only our first night here, so we've actually not eaten the Ninh Bình food yet. We had Indian food tonight. Indian food? If you come to Ninh Bình, you have to try Ninh Bình food. Yeah, we have a lot of vegetable, very fresh and healthy. So eat healthy, okay? Yeah. So promise me you come back. You come back here. Yeah, yeah. My ancestor is here. So once again, welcome to Ninh Bình and have a lot of fun. Thank you very much. Một lần nữa, vỗ tay thật lớn cho một người du khách người Anh đã đến với Ninh Bình và yêu Ninh Bình.